Chào mừng anh chị và các bạn quay trở lại kênh của em Minh xe đạp giá xỉ. Mẫu TR30 em Minh vẫn đang bán rất là chạy hàng. Giá chỉ có 3,6 triệu thôi mọi người. Em đủ 6 màu là màu trắng, màu bạc, màu tím đen, màu xanh đổi màu và màu đen đỏ, xám cam. Nhiều màu lắm mọi người, 6 màu cơ mà. Giá bán là 3,6 triệu nha mọi người nhé. Mọi người có nhu cầu mua cái xe mà cái tầm tiền 3 triệu mấy chưa đến 4 triệu thì mọi người liên hệ với em Minh để mua cái mẫu này. Trên thị trường em đánh giá mẫu này là cực kỳ là đẹp, giá cả phải chăng. Nó có cái kiểu dáng rất là đẹp nhé. Và được trang bị là 3 món Shimano luôn mọi người. Tay đè của nó cũng là Shimano này. Tay đè này chuyên đắp cho cái dòng 8-9 triệu của Gian, 10 triệu của Gian. 7 lít và 3 đĩa. 7 lít và 3 đĩa mọi người nhé. Rồi gạt đĩa thì cũng là Shimano Tunei TZ luôn. Gạt đĩa là Shimano Tunei TZ. 3 đĩa này. Giò dĩa này thì chỉ là giò dĩa sắt thôi. Bởi vì nguyên khung con này là nguyên khung của nó là khung sắt hết mà. Khung sắt nhưng mà thiết kế rất đẹp luôn, không có mối hàn, không có tí hà mối hàn nào. Rồi dây thì được trang bị dây đi âm luôn. Dây trang bị dây âm luôn. Bản 2024 là nó cải tiến rất là nhiều đấy mọi người. Cải tiến cực nhiều luôn. Cải tiến toàn những cái hay nhất, đẹp nhất thì là nó cho vào. Ngày trước thì là nó đi dây ngoài. Đề thì chưa Shimano, bây giờ Shimano hết rồi. Cùi đề lip thì cũng là Shimano luôn mọi người nhé. Shimano luôn. Lip thì là lip bình thường, lip vặn bình thường thôi. Bạc đạn trước sau. Cái này nó không dùng ti bật khóa mở nhanh đâu. Nó là nó dùng ốc bình thường thôi. Ốc 15 nhá, ốc khóa 15 ấy mọi người. Vỏ Kenda luôn. Vỏ được trang bị vỏ Kenda luôn. Niền của nó cao như 3/8 luôn. Niền 3/8 như niền mấy cái con xe touring hay mấy con xe đua đắt tiền đấy mọi người. 700x35C, vỏ này hơi bị to. Vỏ này to. Vỏ này là đi đường phố rồi đi đường nông thôn hay đi đường nào cũng được đấy mọi người. Sỏi đá một chút đi được hết. 700x35 nhé mọi người nhé. Yên khá êm, yên được trang bị khá là êm. Yên to chứ không phải là nhỏ, nó là dòng touring mà chứ nó không có nhỏ như là mấy con xe road hay là mấy con xe mà touring nhưng mà light road đâu. Không, phối đem rất đẹp nhé mọi người, màu sắc cực kỳ đẹp. Cái ghi đông thì ghi đông cánh én, thế nên là mình ngồi tư thế rất là thoải mái. Ai mà tầm khoảng mét mét 58 đi vẫn là thoải mái mọi người. 58 hay mét 6 đi vẫn thoải mái nhé. Bô tăng nó check lên này này. Bô tăng nó check lên như thế này thì là nó ngồi nó rất là sướng. Nó không có cắm đầu xuống, nó không có cúi quá. Cúi quá mình đi sẽ vất vả lắm mọi người. Cái nữa là đùm bạc đạn trước và sau luôn mọi người. Bạc đạn trước và sau luôn. Thắng đĩa trước sau luôn. Thắng đĩa của nó chỉ là thắng đĩa cơ thôi. Thắng đĩa cơ thôi nhưng mà được trang bị là được thắng đĩa là ok rồi. Trang bị thắng đĩa. Đấy. Xe mình bán thì 3,6 triệu và tặng full quà nhé mọi người nhé. Gọng nước này. Gọng nước này. Rồi bình nước này. Một chai nhớt cha sen. Rồi đèn nháy đằng sau. Rồi em tặng thêm một cái nón bảo hiểm nhé. Nón bảo hiểm thì đã trị giá là 200.000 rồi, em bao ship đến tận nhà mọi người luôn. Mọi người đến mua ở cửa hàng thì ghé 98/10 Cũng Lở Tân Bình. Nếu mà anh em ở tỉnh thì liên hệ qua số điện thoại của em, cả Zalo cả điện thoại của em là 0706198999. Xe cực kỳ là đẹp nhé mọi người nhé. Mọi người mua mẫu này giá cả hợp lý quá mà đẹp nữa. Rồi em cảm ơn mọi người.